Chào mừng các bạn đến với S Channel. Mấy ngày hôm nay thì có lẽ dân tình đang rất xôn xao về những thay đổi trên ứng dụng Facebook Messenger. Đó được coi là một trong những thay đổi lớn nhất từ trước đến nay của Facebook trong lĩnh vực phần mềm di động. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những điểm mới có trên ứng dụng này. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những cái thay đổi nhỏ thôi của Facebook. Thứ nhất đó là về phần tin nhắn. Thì bây giờ tin nhắn nó có thể được forward đi. Tức là khi mà chúng ta nhận được tin nhắn của người này mà muốn chuyển tiếp cho một người khác thì chúng ta sẽ chỉ việc là ấn giữ vào cái tin nhắn như thế này, rồi sau đó chọn cái phần forward, rồi chọn những người mà mình muốn gửi. Đó. Như vậy là ngay lập tức những cái ảnh hoặc những cái file mà mình vừa được nhận thì sẽ được chuyển tiếp cho người ta. Như vậy là chúng ta sẽ đỡ một cái việc là phải download file hoặc là cái ảnh về rồi sau đó lại gửi tiếp cho người khác. Đấy là một cái rất là tiện lợi trên Facebook. Còn một cái thứ hai nữa đó là khi mà chúng ta chat với một người nào đó thường xuyên thì chúng ta có thể tạo một cái đường dẫn nhanh đến cái phần chat cho người ấy. Như ở đây mình sẽ ấn vào option này. Đấy, và sẽ create shortcut. Thì ngay lập tức ở trên màn hình chủ của máy điện thoại chúng ta sẽ xuất hiện một cái avatar của cái người mà mình hay chat cùng. Khi mà mình ấn vào thì nó sẽ hiện ra ngay cái cửa sổ chat với người đấy và chúng ta sẽ chat trực tiếp luôn. Cái này thì tính năng này thì không mới so với những cái ứng dụng như là Viber hay là Line, nhưng mà vì Facebook nó có cái phần chat head như thế này cho nên là nó rất là tiện lợi. Khi mà chúng ta chỉ cần là vào đây ấn phát nó hiện ra chat head luôn. Đấy, rồi ra để back ra để sử dụng các ứng dụng khác. Đấy. Cái cuối cùng thì cái này cũng chắc là cũng không quan trọng lắm nhưng mà mình cũng sẽ nói luôn. Đấy là về group chat. Và Facebook nó sẽ tự tìm được những cái người mà mình hay chat cùng. Sau đó thì chúng ta có thể tạo một cái group để chat với những người đấy, rồi đặt tên. Đấy. Ngoài ra thì chúng ta cũng có thể tìm những cái group mà chúng ta hay chat cùng hoặc là group nó quan trọng để ghim nó lên trên đầu. Đấy, như thế này. Và vừa rồi là những thay đổi nhỏ trên Facebook mà chúng ta sẽ cùng đến với những thay đổi lớn hơn. Đó là bây giờ Facebook đã hợp tác với những bên thứ ba để chạy phần mềm của họ ngay trên ứng dụng Messenger. Ở đây thì mình đã cài sẵn cho các bạn và các bạn có thể chọn trong những cái ứng dụng ở đây rất là nhiều. Có thể install thêm, có thể cài đặt thêm. Đấy, nhưng mà mình đã cài đặt sẵn cho các bạn là hai ứng dụng này. Có lẽ là hai ứng dụng hay nhất. Đấy, đầu tiên là ứng dụng Giphy. Đó là gửi những cái ảnh động. Đấy, ví dụ chọn. Chúng ta có thể chọn những cái ảnh động như này để gửi. Và cái ứng dụng này thì nó sẽ có ngay một cái nút send. Và cái send này nó sẽ gửi trực tiếp qua Messenger luôn. Send ở đây. Đấy. Và sau khi mà nó load xong thì nó sẽ hiện ra như này. Và chúng ta sẽ ấn send hoặc là ấn cancel để dừng lại. Đấy. Và như thế là chúng ta có thể nhìn được cái ảnh động này ngay trên trực tiếp trên Messenger. Một ứng dụng nữa cũng rất là hay. Đấy là chia sẻ nhạc. Và đây thì mình sẽ chọn cái chương trình nó là Ditty. Và cụ thể là nó hay ở đâu thì chúng ta sẽ cùng xem như thế nào nhé. Theo hướng dẫn của nó thì mình sẽ chọn một bài hát, sau đó viết tin nhắn rồi gửi để mình sẽ thử, ví dụ như là bài này. Và cái hay của nó là khi mà mình viết tin nhắn ra thì lập tức là cái ứng dụng này nó sẽ phổ cái nhạc mà mình chọn theo cái nội dung tin nhắn. Đấy, ví dụ như là mình viết đây I love you very much, để xem nó sẽ soạn như thế nào nhé. Tất nhiên là sẽ phải đợi một lúc rất là lâu để nó còn load và nó xử lý. Đó. Vậy là các bạn có thể thấy là nó đang hát theo cái lời mà mình vừa mới ghi vào đây và theo cái nhạc mình chọn. Đấy. Có lẽ hơi lỗi một chút nhưng có lẽ là các bản sau thì sẽ được sửa. Và bây giờ thì mình sẽ ấn vào đây để gửi đi. Và gửi trực tiếp qua Messenger luôn. Và có một ứng dụng nữa hợp tác với Facebook, đó là ứng dụng Sticker. Đây là một ứng dụng mà tạo một cái ảnh đây. Đấy. Khi đó mà chúng ta sẽ được lép một cái sticker trên Facebook vào cái ảnh cái mặt của mình. Và chúng ta sẽ như thế này, chụp và ấn vào đây để send trực tiếp trên Messenger luôn. Đấy cũng là một cách thứ hai để gửi những cái chia sẻ những cái nhạc hay là video trên qua Messenger. Chúng ta không cần thiết vào hẳn Messenger mà vào ngay ứng dụng đấy rồi ngay lập tức nó sẽ hiện cái send này lên là chúng ta gửi ngay luôn. Và trên đây là những tính năng mới có trên Facebook Messenger. Có thể nói là Facebook đã có một bước đi rất là khôn ngoan và mang tính chiến lược khi biến Facebook Messenger thành một cái platform, tức là một cái nền tảng, hiểu nôm na nghĩa là một môi trường để chạy các ứng dụng khác. Cũng cần phải nói luôn về định nghĩa của cụm từ Internet of Things khi mà Facebook đã đề cập đến ở hội nghị F8. Đó là khi mọi thứ đã được điều khiển và quản lý thông qua Internet.
Chúng ta thì cũng đã biết là Facebook thì hầu như có mặt ở khắp mọi nơi và trên tất cả các điện thoại bây giờ. Với những sự hợp tác của Facebook và các công ty phần mềm thì trong tương lai rất có thể chúng ta sẽ có thể làm mọi thứ qua Facebook. Có thể là nghe nhạc, xem video hoặc là tin nhắn, chụp ảnh hoặc là có thể thậm chí là điều khiển mọi thứ của ngôi nhà của mình qua Facebook luôn. Điều này thì đồng nghĩa với việc là có thể chúng ta sẽ không phải phụ thuộc vào hệ điều hành trên điện thoại nữa. Mà như vậy thì rất có thể là Facebook Launcher sẽ trở lại, hoặc xa hơn là có thể là hệ điều hành riêng của Facebook sẽ xuất hiện và tham gia vào cuộc chiến công nghệ di động. Nhưng đó là những điều của tương lai thôi, và chúng ta sẽ cùng chờ đợi những diễn biến mới nhất đến từ Mark Zuckerberg. Hãy theo dõi S Channel để cập nhật những thông tin mới nhất. Còn bây giờ thì xin chào các bạn và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.